À, chúng tôi xin đăng đảm kính chào quý khán giả và quý vị khắp nơi đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ bảy rồi, chiều thứ bảy rồi, ngày 30 tháng 3 năm 2024. Như vậy là chúng ta chỉ còn một ngày nữa là sẽ qua tháng tư rồi thưa quý vị, ngày mai là ngày 31. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là bình an, và thưa quý thính giả chúng tôi biết là anh quốc tối nay cũng làm chương trình cho nên chúng tôi thấy có nhiều tin tức mà có lẽ anh quốc anh chú trọng vào những cái điểm nổi bật của à, sinh hoạt chính trị của hoa kỳ nhưng mà chúng tôi thì muốn gửi những cái điểm tin thành những cái tin tức mà xảy ra ở hoa kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới bây giờ thì à, thưa quý vị có tin ngày hôm nay tức là à, vào chiều hôm qua đó thì có tin đặc biệt biết, à, vào ngày chiều hôm qua đúng rồi chiều hôm qua thì ông Trâm khi mà ông có đưa ra một cái video ra một cái clip mà cái clip đó thì ông nói gì tức là ngày 29 là tháng 3 ngày hôm qua đó sau khi mà ông đi New York thì cái clip này đã theo ông lời ông nói thì ông sẽ thu ở bên Long Island tức là ở New York đó cái clip này nó nói gì thưa quý vị cái clip này đó là ông cho là đăng hình video của ông Joe Biden ông Joe Biden đang bị trói lại bỏ trên một cái xe pickup truck và trên cái xe pickup truck đó, đó thì phía cùng có hai chiếc hai chiếc xe, xe truck nữa đó ông in ông ông cái cái đoạn clip này, này thì có khoảng khoảng hai chục giây trên hai chục giây đó ông đang ở trên social tru social của ông vào chiều tối ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay thì mọi người thấy cũng cũng ngỡ ngàng nghe và yeah hai chiếc xe biết cấp trắc đó một cái chiếc đó thì là cắm cờ Mỹ và bày tỏ cái sự ủng hộ đó bày tỏ cái sự ủng hộ còn một chiếc nữa thì có hình của ông Biden mà bị trói tay trói chân nằm ở dưới một cái xe thứ hai thì đang chạy thì khi mà được khỏi thì người ta cho biết là ông Trump, ông cho là biết là cái clip này là ông thu khi mà ông đi New York thay vì cái ngày thứ năm thì ba vị tổng thống tức là ông Bill Clinton ông Obama và ông Biden thì có một thực hiện một cuộc gây quỹ thu về được 26 triệu đô la tại New York. thì chẳng khi đó ông Trump đó ông đi tới dự một cái gọi là tiễn biệt của một cái người cảnh sát mà bị bắn chết ở đó. thì ông qua không biết ai làm cho ông ở bên Long Island đó, ở New York. thì ông đưa cái clip này lên thì cái clip này đó thưa quý vị ông làm khi mà ông ông đưa những cái hình ảnh như thế này đó, thì quý vị nghĩ sao về cái hình ảnh này? À, thì người ta chưa thấy cái hình ảnh nó có lẽ họ không phổ biến bởi vì một cái hình ảnh một vị đương kim tổng thống mà trói ta trong trói chân bỏ trên một cái xe một cái xe trắc như vậy đó là một cái hình ảnh rất là xấu và chúng tôi biết là cái hình ảnh nó có lẽ là nhiều người bắt mãn lắm chứ không phải là ông Joe Biden bắt mãn đâu nhiều người bắt mãn thì cái đoạn video này đó được khi mà được in lên được uh, tán phát ở trên cái True social của ông Trump đó thì cái tờ báo là USA đây đó thì họ nói là ông Trump thường xuyên đưa những cái hình ảnh mà rùng rợn. Có những người mà có người cho rằng cái video này là nó vượt cái làn ranh chính trị của Hoa Kỳ. Bởi vì khi anh đang cái gì cũng được, hoặc là cái người thường dân thì họ họ bôi họ bôi bẩn đó, họ có thể đưa cái hình ảnh ông Trump đang ở phía sau săn sắt hay gì đó là tùy. Nhưng mà một ứng cử viên tổng thống mà là đang một hình của một ứng cử viên khác đoan bắt và trói ta trói chân bỏ ở phía xa một cái xe trắc như vậy đó thì cái hình ảnh này nó rất là phản cảm và nó gây rất là khó chịu cho nhiều người chúng tôi không biết là có lẽ là mới xuất hiện sáng ngày hôm nay thì cũng chưa có nhiều người biết nhiều nhưng mà có lẽ lần lượt rồi quý vị sẽ thấy là có cái bình luận gia những cái nhà mà phê bình phê phán thì một cái giáo sư người luật một cái giáo sư luật đó thưa quý vị dạy đại đại học Harvard ông này ông lên tiếng ông nói là ông Trump đoan đe dọa cái tính mạng của ông Biden tức là như vậy là nó có đã đưa ra của cái làn ranh rồi thưa quý vị một à, khi mà phát ngôn viên của một phát ngôn viên của ủy ban tranh cử của tổng thống Joe Biden đó thì họ thông báo cho biết họ gửi cho CNN CNN một bức hình một bức thư mà trong đó họ nói là ông Trump thì thường xuyên kích động bạo lực chính trị và đã tới lúc là quý vị cần phải nghiêm túc để nhìn về ông ta về cái vấn đề này. À, bây giờ họ nói thêm đó, phát ngôn viên của ủy ban tranh cử của ông tổng thống Joe Biden của nói thêm là cứ quý vị cứ hỏi đi cảnh sát của quốc hội đó sẽ bị tấn công vào ngày 6 tháng 1 đó để mà gọi là chà đạp lên cái nền dân chủ của hiến pháp của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 họ, họ đang bảo vệ, họ bị đánh đập, họ hành hạ và có một vài người đã chết tức là tất cả là có 5 6 người chết trong cái vụ mùa làm bạo loạn ngày 6 tháng 1 thì quý vị sẽ xem cái hình đó quý vị thấy Thưa quý vị qua cái hình ảnh đó thì có lẽ lần lượt quý vị sẽ thấy là những cái người lên tiếng là nó quá đáng bởi vì ông Trump đó là một ứng cử viên tổng thống ông không thể bắt một người mà ứng cử miệng của mình rồi ta trố chân nào cột bỏ lên ở phía sau cái điều đó nó 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 rất là phản cảm. Một cái bản tin thứ hai mà cũng nhiều người quan tâm là thế này. Cái bản tin thứ hai đó là cái bản tin là một cái ông thẩm phán có tên là ông Watson ông này đó là được à, tổng thống à, Ronald Reagan của cộng hòa bổ nhiệm và sau đó cũng tổng thống Bush à, rột đó Bush nữa cũng bổ nhiệm ông à, bầu ông là hiện tại là chánh án nha đương nhiệm nha chứ không phải bị hưu ông đương nhiệm ông là chánh án à, ông là thẩm phán liên bang ở Washington DC thì khi mà ông thấy ông Trump gần đây đưa ra những cái lời là tố cáo hăm dọa các ông chánh án đó, như là ông Ruan Mersin đó à, chánh án mà xét cái vụ mà gọi là ở Manhattan về vụ cô đào Stormy Daniel mà ông Trump đưa tiền để bịt miệng đó thì quý vị thấy ông à, ông quay này ông lên trên đài CNN và ông lên đài CNN là sau một ngày thôi tức là ngày trước ngày ông lên ngày thứ 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 sáu thì ngày thứ năm quý vị biết là ngày thứ năm là ông chánh án Mercer Emerson ông đưa ra một cái lệnh là cấm hay là bịt miệng nói một cách khác theo kiểu Việt Nam là bịt miệng ông Donald Trump bởi vì ông ông nói ông Trump đó là không thể công khai đả kích các nhân viên của tòa của tòa án đó và nào là như là bầu thẩm đoàn công tố viên nhân viên của tòa và kể cả thân nhân của họ nữa ông Trump không được chỉ trích thì tại sao có cái sự kiện này thưa quý vị thì quý vị biết đó, là cái ngày 15 tháng tháng tư này là cái vụ án đầu tiên xét xử về hình sự xảy ra ở Manhattan mà ông mà gọi là chánh án á, là ai cũng biết là ông chánh án rồi phải không thưa quý vị ông chánh án á, là bây giờ là ông Julian Mersin ông Julian Mersin á, thì ông là ông ông sẽ là xét xử về vụ này vừa rồi trong cái tuần lễ ngày 25 tháng 3 vừa rồi đó cách đây mấy ngày đó thì ông nghe và ông nghe ha bây giờ rồi ông ông nói là bây giờ đó ông ông, ông Alvin ông có thêm những cái dữ kiện tức là công tố viên mà truy tố ông Trump đó ông có thêm dữ kiện cho nên ông mới ngừng lại một hai tuần lễ tức là từ đúng ra là xử vào ngày 25 tháng 3 nhưng mà sẽ quản lại tới ngày 15 tháng 4 thì sau đó thì ông Trump ông viết trên tru uh, True Social của ông ông chỉ trích và uh, ông chỉ trích các là nạn nề ông chích ông chỉ trích ai ông chỉ trích ông chánh nó quý vị thấy là ai mà dám chỉ trích chống ai chánh án mà ông trump là người chỉ trích chánh án ông gọi ông chánh án đó ruen mersen là gì ông gọi ông chánh án này là người mang cái hậu chứng loạn trí cấp tính loạn trí cấp tính có ai mà dám chửi ông chánh án là loạn trí không thưa quý vị <laughs> chỉ có đồ, đồ trong tàu thôi quý vị ông chỉ trích ông chỉ trích đó, ông mersen là một người loạn trí cấp tính và ông chỉ trích luôn người con gái của ông mercer đó nữa là cô uh, lauren mercer cái cô này là sao cô này đã theo lời ông trump đó ông nói là cô này đã đăng trên cái hình ảnh ở trên facebook hay là trên cái mạng xã hội của cô đó thì cái mạng ít trên cái mạng của cô thì có nhắc nói là ông ông donald trump đoàn đứng phía sau cái xăm cửa xăm sát ý nói là ông trump đoàn ở tù đó thưa quý vị nhưng mà người ta kiểm chứng lại là cái cái cao cái account này không phải là của cô Lauren Machine. Cô Lauren Bassin trước đây đó thì có dùng trên uh, uh, trên cái mận ít là cái mận ít trước đây là Twitter đó của ông um, uh, uh, Elizabeth. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị là cô đó cũng bỏ cái mận đó lâu rồi, cô không có dùng cái mận nữa. Mà cô đó, cô đó, cô Lauren đó, là hiện tại của là của chủ chủ tịch của một quỹ ban gọi là tư vấn của những người ứng cử viên của đảng dân chủ mà muốn ứng cử thì cô làm tư vấn tức là làm thế nào để đạt được kết quả làm thế nào để vận động cử tri làm thế nào để mà tiếng nói của mình lên các cơ quan truyền thông đạt hiệu quả đó là cái điều mà cô rất là quan tâm thì cô à, à, quý vị biết đó là ông ông trump đó ông đe dọa hay là ông nói những cái điều mà ông chỉ trích rất là nặng đề những người này thì qua cái sự kiện này không phải là mình ông mà mà Merchant bị đâu quý vị biết là cái ông mà xét xử cái vụ án mà bị phạt 354 năm 55 triệu đô la rồi cộng với tiền lời đó là có uh, 464 triệu đô la đó mà bây giờ thì tòa mà tòa kháng án họ cho phép là ông trâm đám 175 triệu đó thì quý vị biết đó là cái ông quan tòa đó là ông Arthur Angoran ông này cũng bị ông trâm chỉ trích ông chỉ trích nghĩa là ông này không có cái đầu não và phe đoán là mà là, gọi là toan tính đi theo phe dân chủ ông chỉ trích chắc là tư tạ <laughs> ông chỉ trích có, không những vậy mà ông chỉ trích luôn cả cái bà mà gọi là Chính án mà xét xử cái vụ mà à, bộ loạn ngày 6 tháng 1 đó bà Tania Chicken đó, mà bây giờ cái vụ án đưa lên rồi tòa tòa phúc thẩm rồi tòa phúc thẩm rồi gỡ lên tối cao pháp viện đó à, thì quý vị thấy là ông cũng ham dọa cái bà Chicken này bà chính khen bà chánh án này cũng được bảo vệ bây giờ được uh, uh, cảnh sát bảo vệ 24 trên 24 cũng như là ông uh, Anguren cũng bị bảo vệ đấy họ ham dọa là họ tới đốt nhà ông uh, Anguren luôn à thì quý vị thấy là cái vụ đó nó cũng nó 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 gây ra cơ bây giờ trở lại cái vấn đề mà ông qua Tinh, tức là ông uh, ông, uh, biện uh, ông, ông, biện lý yeah. ông biện lý hay là tranh thẩm hay là thẩm phán gì cũng được ông thẩm phán qua Tinh đó là ông Donald hiện tại ông Donald tại chức mà chúng tôi vừa thưa với quý vị ông này đã là được Tổng thống Reagan bổ nhiệm và sau đó thì Tổng thống Trump, Donald Trump bổ nhiệm thì ông lên CNN, ông ông rất là than phiền về cái vấn đề này. Ông cái, cái nền tư pháp của Hoa Kỳ đó nó phải độc lập. Còn khi mà có cái bị cáo mà chỉ trích vào chánh án, chỉ trích vào gia đình của chánh án hay là các công tố viên hay là bầu thẩm đoàn đó, cái điều đó nó làm xâm phạm tới sự không 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 có tạo ra cái hệ thống mà uh, uh, thượng tôn luật pháp và cái điều này nó dẫn tới gì nếu mà một nền dân chủ đó thì hệ thống tư pháp được tôn trọng nó hoàn toàn độc lập nhưng mà bây giờ đó những bị cáo mà lên họ tố cáo như vậy đó họ họ xoa họ làm xoa mòn đi cái nền của nền tư pháp của hoa kỳ và ông nói là nếu mà cái nền tư pháp không có độc lập đó thì nó dẫn tới một cái chế độ độc tài toàn trị giống như chế độ của nga chế độ nữa là của tập cận bình chế độ của các Quy ba rồi vậy đó thì ông nói là nền căn một thể chế dân chủ nền này, này, này tư pháp phải hoàn toàn độc lập để họ đứng bên ngoài chúng ta không thể vì cái vấn đề là chúng ta lợi dụng cái chức vụ như là ông Donald Trump, ông không nhắc tới ông Trump nhưng mà có những người lợi dụng cái chức vụ để chỉ trích công khai, chỉ trích tới những người bầu thẩm đoàn chỉ trích tới những nhân chứng đó cái điều đó nó làm so mòn cái niềm tin của nền tư pháp và đó là cái dấu hiệu để cho thấy là cái nền tư pháp đó đoan sắp sửa bị gọi là bị chuyên chế tức là bị thống trị độc tài cho nên ông nhắc nhở ông, ông đưa lên cái điều này đó lấy làm lạ là ông lên tiếng cái điều này ông nói là tương lai đất nước của chúng ta và tương lai của nền dân chủ đất nước của chúng ta nếu mà chúng ta không tôn trọng chúng ta không để nó độc lập đó thì nếu chúng ta chúng ta chẳng khác gì một cái hệ thống mà tòa án do do, do nhà nước chỉ định đó ông thấy không? như vậy đó thì một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại với quý vị đây là một vị thẩm phán của tòa án liên bang Hoa Kỳ mà đang tại chức. Ông này đó là đảng cộng đảng hòa ông này là thứ thiệt của đảng cộng hòa đó. Lại mà ông tuyên bố đó, khi mà ông trâm tuyên bố mà lên án những người chánh án, những người bầu thẩm đoàn, những người nhân viên của tòa án đó, nó cho thấy là đã can thiệp vào và không có để cho nền tư pháp được lập lập, mà nền tư pháp không được lập lập đó thì dẫn tới một sự chuyên chế độc tài đó là ông cảnh báo để quý vị thấy là không những là người dân chủ chỉ trích mà ngay cả người cộng hòa họ cũng lên tiếng họ chỉ trích về cái vấn đề này cho nên quý vị thấy là nó 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 cái này tư pháp của hoa kỳ mà trong những năm gần đây dưới thời của ông trump đó ông hãy ai đó, mà hãy đụng tới ông là ông chỉ ông, ông tấn công ráo hết ông không ngón ai hết và chính vì vậy nó tạo thành một cái tiền lệ một cái tiền lệ ai cũng nói được cho nên những người mà đi theo trâm chúng tôi cũng nhắc với quý vị là những người mà ủng hộ ông trâm đó lần lượt đi vô tạo tù như là ông steve bannon là cố vấn uh, an ninh quốc gia cho ông trâm rồi ông uh, peter uh, nevaro ông nevaro cũng mới vào tù cách đây ngày 19 rồi một cái bà luật sư gọi là stephanie uh, stephanie lumber bà này đó là người đã tán phát những cái thư những cái email mà trang, uh, mà trang email trang nội bộ của những người trang ủy ban tổ chức bầu cử thôi nhưng mà lúc đó, đó là bà là trang cái tốn luật sư của ông uh, ông trump như là bà, ông bà sydney power hay là ông Giuliani và những người đó thì bà mới tới uh, Georgia bà lấy được những cái email mà họ trao đổi trang nội bộ nghe không có phổ biến ra bên ngoài thì bà lại đưa ra cái ngàn email tám phát ra bên ngoài thì do đó nó vi phạm những cái điều mà gọi là liên bang họ không cho cho nên bà bị bắt vào ngày 18 tháng 3 và mới đây thì chúng ta biết ở tòa án của tòa án ở ông chánh án của tòa án ở Cali À, thì ông cũng đề nghị là ông Ron Ickman ông Ron Ickman là một luật sư của ông Trump ông này là kiến trúc sư để mà làm thay đổi cái kết quả bầu cử và ông lập ra cái kế hoạch như thế nào đó, à, thì ông cũng bị uh, lên án vì ông bây giờ bị truy tố trong cái vụ án uh, hình sự, hình sự ở Georgia, ông là một trong mười tám người đó là những người mà gọi là vụ án là à, có tổ chức đó, ừ, à, tội phạm có tổ chức thì ông John Hickman này được đề nghị đó là thu bằng à, bằng luật sư của ông ta thì quý vị thấy lần lượt là những người mà đi theo ông Trump ăn nói dối trá ví dụ như ông Giuliani thì quý vị phải biết là đã phá sản và có tịch thu bằng ở New York và ở bằng ở ở DC nữa và Sydney Power và hay là quý vị biết một cái ông gọi là một ông triệu phú gọi là bóng gối đó ông triệu phú bóng gối đó hình như là ông ông Lindell À, à, John Lindell chúng tôi quay cái tay phía trước là ông Lindell ông đó là luôn luôn lấy đài đi theo ông Trâm, nghĩa là hỗ trợ ông Trâm nó đủ thứ ấy. Mà bây giờ quý vị biết là nghèo đến nỗi là cái biểu đinh mà cái văn phòng đó bây giờ phải trục xuất uh, tòa, ông không uh, chủ nhân trục xuất ông ông không đi, cho nên đưa ra tòa. Bây giờ thì tòa phải biểu ông, như giờ ông vì ông không có tiền trả tiền ren, không có tiền trả tiền nhà, cho nên bị trục xuất đâu, quý vị thấy không? À, những người đi theo tham gia bà sản vì nghe những cái lời nói hậu ngọt mà đi theo cuồng cuồng tiếng à, cho nên chúng tôi thấy là đó là những người mỹ đó không biết là những người việt nam của chúng ta mà cuồng để theo theo ông trump nó có cái lợi gì không biết nhưng mà chính ông trump ông cũng nói là quý vị là những người di dân bởi vì Việt Nam là tới đây đều di dân hết di dân là tị nạn chính trị hoặc là tị nạn kinh tế cũng đều là di dân hết thì đã về di dân ông nói là đó là những không giống như là những con súc vật và những người di dân Châu Á Châu Phi tới đây đó là đi đi đầu đọc cái dàn báo của người Mỹ trắng họ khi dễ như vậy mà chúng tôi không biết là tại sao có những người gọi là tự nhận mình là có hiểu biết có từng là quốc gia hành chánh mà cũng đi theo rồi một số người như là trong gió bị ở đâu chúng tôi không dám nói hết, ở Trăng đó thành phần đó đều có hết. những cái tổ, tổ chức nào có tôn giáo nào cũng có chia hai chia ba là một thành phần đi theo gọi là của ông Trâm là gọi là ông thánh địa đó à, ông thánh đó à nó là thánh trên đời à, chúa sẽ xuống đó à, mà chúa xa xuống là làm sao có cái mùa lễ à, lễ phục sinh mà lại đi bán à, thánh kinh thấy không quý vị thấy cái những điều đó người ta lợi dụng đó là người, câu nói của việt nam mình là mượn qua cúng phật hay là buôn thằng bán thánh đó. thì ông trâm là đúng hết cái gì ông cũng có thể bán được hết người yêu tiền hãy tiền tiêu người yêu tôi cũng bán <laughs> không có gì ông cũng bán được hay. à, bây giờ thì một cái bản tin nữa đó thì quý vị cái bản tin mà ít có người bàn tới nhưng mà chúng tôi thấy cũng nên là bàn tới một chút xíu để mà quý vị thấy là bây giờ chúng ta thấy là có hiện tại đó ừ, chúng tôi xin phép để gửi quý vị đây là ba cái ứng cử viên nha quý vị quý vị không có bao giờ không nghe nhắc tới ông này ông này là ông Robert F Kennedy ông này là cháu của tổng thống John Kennedy đó là bạn bác. Ông này là cháu tức là em của một người em 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 ruột của người ông John Kennedy. À, thì ông này là cháu của ông John Kennedy là tổng thống của Hoa Kỳ đó là bằng bác. Bây giờ ông ra ứng cử với tư cách là độc lập trước đây cái dòng họ Kennedy đó là luôn luôn đảng dân chủ nhưng mà ông này đó những người trong dòng họ ông anh em của ông cũng phản đối là tại sao ông ra ứng cử nhưng mà ông này ông ra ứng cử thì chúng tôi muốn nói là ông Trump, ông Joe Biden và ông Robert F. Kennedy ra ông cử thì ông này đó bây giờ ông đập lập ông lập lập thì không có kilo nào hết á nhưng mà ông chia phiếu thì người ta nói là ông ra ông chia phiếu ông nói ông không đồng ý hai ông này cho nên ông muốn ra ông mà ra ông cử thì thưa quý vị khi mà ông ra như thế thế này để quý chúng chúng ta biết đó, là cái cái vận động của ông không đi tới đâu tuy nhiên ông chia phiếu những người nào không thích ông Trump thì bỏ cho ông này và những người nào không thích ông Biden cũng bỏ ông này như vậy thì ông đây cả hai đều bị chia phiếu ông Trump và ông Biden bị bị chia phiếu bởi ông Robert F Kennedy nhưng mà ai chia phiếu nhiều hơn thì ông Joe Biden chia bị lấy phiếu nhiều hơn lý do là ông này nghiêng vì dân chủ cho nên ông sẽ thu hút cái thành phần gọi là độc lập thành phần nào không thích không thích ông Trump không thích ông Biden thì có thể bỏ phiếu cho ông đó, đó là cái kẹt như vậy. cho nên ông Trump thì cũng bị chia phiếu nhưng mà ít. anh nhân ông Joe Biden bị chia phiếu nhiều, bởi vì ông này là ở New York mà New York là tiểu bang của dân chủ. cho nên ít nhiều cái dòng họ của Kennedy là dòng họ cũng là gọi là cái dòng họ gia 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 trâm thế việt mà. À, cho nên quý vị thấy là nó cũng khó khăn. cho nên chúng tôi nói bây giờ nếu mà theo những cái tham dò, theo tham dò thì họ nói là ông ông Robert F Kennedy này đó thì ông nếu mà ông có có được phiếu đó, thì nó không nhiều ông được phiếu thì cũng rất là ít chứ không nhiều đâu nhưng mà nó chia cho phiếu của bên bình 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 ông Joe Biden à, họ ước tính để thử chúng tôi xem thử cái bao nhiêu họ ước tính là ông này có thể chiếm được một khoảng một phần ba 30 phần ba phần trăm của số phiếu của tất cả ba phần trăm thôi nó không nhiều nhưng mà người ta ước tính là ông có thể ông, ông ông có thể lấy được số phiếu là khoảng 15% có thể thiệt hại bây giờ ông Trump một ít nhưng mà ông Biden thì nhiều hơn vì vậy cho nên người ta nói là ông ông Robert F Kennedy ông Ram ứng cử đó nó có hại cho ông Biden rất là nhiều bởi vì thưa quý vị à, à, chúng tôi muốn nói tới là quý vị còn nhớ đó, là cử tri đoàn của tất cả là có mươi 538 đại cử tri đoàn mà nếu ai chiếm được 270 cử tri đoàn đó, thì người đó sẽ là trở thành tổng thống à, nhưng mà trong khi đó chúng ta thấy là ông Robert ông Robert F. Kennedy đó, thì ông không đọc được cái tỷ lệ này ông không có ai, không có cần người ta không hỗ trợ ông đâu họ biết rất là rõ là không hỗ trợ đâu nhưng mà nó có tác dụng là họ nó chia phiếu cử uh, chia phiếu gọi là chia phiếu phổ thông. Bây giờ bãi cái tiểu bang chiến trường, Bãi cái tiểu bang chiến trường đó thì có uh, nhiều uh, có nhiều uh, nhiều uh, ví dụ như là bãi chân tiểu bang chiến trường đó là ai? Ví dụ như là Michigan. Michigan thì cái tiểu bang này đó là cái người uh, gọi là cái người hầu giáo mà gọi là hầu, hầu ở ở tiểu bang Michigan rất là nhiều. Cho nên chúng ta trong những ngày vừa qua đó họ bắt mãn với tổng thống Joe Biden và chính cái ngày mà ông Joe Biden tới gây quỹ ở New York đó trên một chiếc xe có ba vị tổng thống đó Bill Clinton rồi ông Obama và ông Joe Biden chạy vào cái hậu trường đó thì cũng bị một số người biểu tình khoảng một trăm người biểu tình thôi nhưng mà họ chống đối là chống đối lý do đó, là họ nói tổng thống Biden đó không nên hỗ trợ cho ông nói và Hùng, bởi vì cái cuộc chiến đó, nó gây cho sự chết chóc của người hậu giáo đặc biệt là người Palestine cho nên họ lên án về câu chuyện này trong này, chúng tôi sẽ trở lại cái vấn đề chúng ta biết là cái cuộc bầu cử đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai của ông gọi là ông tỷ phú Rod Perot ông làm ứng cử thì ông lấy được mười mười chín phần trăm mười chín phần trăm của cái phiếu phổ thông thôi nha quý vị chứ mà cái phiếu cử tri đoàn ông không lấy được cái nào hết nhưng mà khổ cái đó là 19% nó nó chia phiếu cho đặc biệt là cho hai ứng cử viên mà đặc biệt là bãi tiểu bang chiến trường bãi tiểu bang chiến trường như chúng tôi vừa nói đó là bãi chiến trường Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania là những tiểu bang chiến trường mà nếu một một tiểu bang chiến trường ví dụ như chúng tôi đơn cử Quyết cầm xin thì cái tiểu bang này có bao nhiêu cử tri đoàn họ có 10 cử tri đoàn mà nếu ví dụ như ông mà nó họ nhỏ cái tiểu bang này nhỏ ví dụ như nó nó bắt công ở chỗ là tiểu bang lớn như tiểu bang ở Cali có trên 40 triệu dân họ cũng có hai thượng nghị sĩ nha và họ chia ra cứ khoảng 500 ngàn thì có một dân biểu thì họ có nhiều dân biểu đúng nhưng mà những cái tiểu bang như cuối cùng xin Michigan hay là những cái tiểu bang Nevada, Georgia đó thì cái dân số không đông nhưng mà họ có dụ như quý cười xin họ có 10 cử tri đoàn bây giờ ai thắng ở đây lấy được 10 cử tri đoàn tháng một phiếu thôi cũng lấy tất cả ví dụ như Michigan là 15 cử tri đoàn quý vị em nó càng lắm cho nên những tiểu những tiểu bang mà chiến trường đó thì mấy ngày hôm nay ông Donald Trump cũng như ông Biden tới đây gọi là vận động tối đa thì chúng ta nói nói tóm lại là một cái người ra ứng cử tuy là không có quan trọng như ông Robert F Kennedy như cái thời của ông Rothbard ông đó là tỷ phú đó nhưng mà ông ra ông cử cũng thất bại nhưng mà ông lấy tới 19% cho nên ông chia phiếu thành ông Robert Kennedy để ông ra ông cũng chia phiếu cho ông Joe Biden đây là cái sự quan tâm của những người nêu lên cái vấn đề này và đặc biệt là có tiểu bang chiến trường nếu mà ai nắm được tiểu bang chiến trường thì người, người, đó nắm được ưu thế thì cái sự tham dò trong những ngày vừa qua cái sự tham dò thì họ nói là trong bãi tiểu bang đó thì ông ông Joe Biden dẫn trước ông Trump đó nằm cái tiểu bang dẫn trước nhưng mà giảm trước đâu có một hai điểm đó không nhiều còn hai tiểu bang thì ông trump giảm trước ông biden thì để quý vị thấy là uh, cái cuộc bầu cử năm nay nó còn lâu còn tới bãi tháng nhưng mà những cái diễn tiến nó còn uh, kéo dài tới nhiều lắm bây giờ chúng tôi uh, chúng tôi xin phép được gửi tới những cái bản tin thế giới thưa quý vị ngày hôm nay uh, ngày hôm nay là cái ngày 30 thưa quý vị ngày 30 thì người ta nói rằng là do thái đã bắn có lẽ bắn nhầm ông bán quả tiễn rồi nhằm vô trúng cái xe cái xe này là cái xe của liên hiệp quốc ha đội tiểu đội hòa bình của liên hiệp quốc đây là gìn giữ hòa bình của liên hiệp quốc tại lebanon trong cái xe này đã trong cái xe này có ba người của liên hiệp quốc mà và một người gọi là thông dịch viên thì cả bốn người này đó đều bị thương hết à nặng hay nhẹ chúng ta chưa biết nhưng mà theo hãng reuters cho biết đó, thì hai cái nguồn tin an ninh đó, do thái thì họ phủ nhận họ nó họ không bán bộ ở đây nhưng mà theo những nhân viên của liên hiệp quốc họ cho biết đó, thì họ họ cứ có quả phó kích nó bán vào cách đó khoảng là mấy trăm thước nhưng mà hai cái người đó cái xe này gồm bốn người đó bị thương đó là họ đến từ úc từ na uy và chile và một người thông dịch viên là người lebanon thì họ bị thương và họ nói là trang số người bị thương này có còn khoảng năm chục thường dân nữa cũng bị thương nữa thưa quý vị cho nên bây giờ đó thì bên phía do thái họ phủ nhận ở trường này nhưng mà bên liên hiệp quốc thì họ không xác nhận nhưng mà họ nói là họ còn đang kiểm chứng lại kết quả phóng kích đó là nó đến từ đâu nhưng mà rõ ràng là họ đứng cách địa điểm mà phóng kích á bị một một cái đoạn cho nên những người này bị thương nhưng mà tôi nghĩ là bị thương mà không nặng lắm thưa quý vị không phải không không nặng lắm Bây giờ cái bản tin thứ hai tiếp theo đó là bản tin mấy ngày hôm nay chúng ta biết là giữa Phi Luật Tăng và Trung Quốc có cái cuộc khẩu chiếm ở trên Biển Đông. Thì Phi Luật, phi luật Tăng đó họ tuyên bố đó là họ không khuất phục Trung Quốc ở Biển Đông. Nó ngày ngon vậy đó. À, vào ngày 29 tháng 3 tức là ngày chiều hôm qua thì Bộ trưởng Quốc phòng của Phi Luật Tăng thì họ lên tiếng đó, Họ nói rằng là họ không, họ không muốn họ không muốn là họ đang không muốn là tìm kiếm một cuộc chiến tranh cũng như không gây rối ra gây ra cái sự rắc rối ở biển đông nhưng mà họ nói là phi luật tăng không khuất phục và cũng không im lặng trước cái sự nhượng bộ hay là nhượng bộ trước cái sự hung hãn của trung quốc bởi vì ông bộ trưởng uh, quốc phòng của phi luật tăng ông cho rằng là những tuyên bố gần đây của trung quốc thể hiện là trung quốc á, là bắt chặt các nước nhỏ và ông điều đó ông cho rằng là chính phủ trung quốc á, không có cái khả năng tiến hành có cuộc đàm phán bởi vì nếu Trung Quốc là cái người mà gọi là đàng hoàng có tư cách thì ngồi lại để đàm phán một cách minh bạch và hợp pháp nhưng mà đàn này Trung Quốc họ là không không đàm phán và họ là hung hăng họ là không chế các cái nước nhỏ ăn hiếp các nước nhỏ và họ tổ vẽ họ là đàn anh nữa họ tỏ vẻ là họ đàn anh họ coi thường các nước khác thì trong cái tuyên bố này của ông bộ trưởng quốc phần vào ngày 28 ở Manila thì sau khi mà ở Trung Quốc họ dùng cái bò rồng à chúng tôi cũng xin phép gửi lên cái bò rồng mà đây quý vị thấy không đây là Trung Quốc họ xịt cái bò rồng vô hải cảnh hải cảnh của Trung Quốc xịt vào vào rồng của à, lực lượng hải quân của Philippines đây là lực lượng họ đi tiếp tế ở một cái chiếc tàu mà nó bị hư nằm ở Scarborough tức là bãi cỏ mây đó thì cứ hai tuần họ ra họ tiếp tế một lần nhưng mà trung quốc đó, họ tìm cách họ ngăn cản và họ xịt vào rằm nhưng mà cuối cùng thì họ cũng tới uh, tiếp tế cho cái số quân đội mà làm trên cái uh, bãi cỏ may này cái cái tàu đó thì thưa quý vị trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy là cái sự khẩu chiến nó càng ngày càng gia tăng và họ triệu ở Philippines thì họ triệu đại sứ của trung quốc ở tới manila để mà có thể cho họ biết vì lý do gì thì thưa quý vị vào ngày 29 tức là ngày hôm qua thì tổng thống phi luật tăng là ông Ferdinand Marcos á ông tuyên bố là nước này sẽ thực hiện các cái biện pháp đối phó với tương xứng với Trung Quốc bởi vì ông nói là Trung Quốc cứ ăn hiếp hung hãn quá nguy hiểm quá và cứ đe dọa cái hải quân hải cảnh của của Manila hoài à, à, cho nên họ tìm cách họ họ phản đối về cái vấn đề này nhưng mà bên phía Trung Quốc họ không vừa họ họ thách đố họ nói là họ thách đối với Manila nếu mà ngon thì tiếp tục rồi còn Manila nói là đó mà Trung Quốc có ngon đó thì đưa ra tòa án trọng tài quốc tế Liên Hiệp Quốc thì thưa quý, vị, quý, vị chúng tôi cũng xin nhắc lại đó và vào năm 2016 vào tháng ngày 16 tháng 7 năm 2016 thì phi luật tăng đã kiện ra tòa án trọng tài vì luật biển của liên hiệp quốc và vào cái họ giải quyết rồi ngày 16 tháng 7 đó, năm 2016 họ tuyên bố đó là trung quốc không có thẩm quyền gì không có gọi là không có cái thẩm quyền về hàng hải hay là đặc quyền kinh tế gì ở đường trên con đường chiến đoạn hết à, họ phủ nhận cái cái quyền lợi của trung quốc ở đây trung quốc thì họ nói là chiến đoạn đó là của họ tức là gần như là gần như là toàn bộ biển đông đó là trung quốc họ nó của họ hay chứ từ quý vị cho nên đây là cái điều mà chúng ta thấy cũng họ ý mạnh họ hiếp lớp mấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái bộ ngoại giao của việt nam lên tiếng đó là đề nghị với trung quốc và phi luật tăng kiềm chế không nên căng thẳng nhưng mà họ nói như vậy nhưng mà nó không đúng là vì sao nếu bây giờ mấy bữa nay đó thì việt nam đó đi đi gọi là đi dây sau khi ông bùi à, b, ông bùi thanh tham ông bùi Hà bùi ông ông bộ trưởng ngoại giao của ông của 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 việt nam tới tòa bạch ốc và có gặp ông bộ trưởng ngoại giao có cái phiên họp giữa hai bộ trưởng ngoại giao giữa việt nam và với ông bùi thanh sơn xin lỗi quý vị bùi thanh sơn thì với ông Anthony Blinken và sau đó có gặp ông cố vấn an ninh quốc gia là ông Sullivan thì cam kết với nhau và ở bên Việt Nam mà yêu cầu Mỹ là quỷ bỏ cho Việt Nam và là kinh tế thị trường nhưng mà sau khi gặp ở ở Hoa Kỳ xong đó thì quý vị biết sao không ông lại đường ông đi qua Trung Quốc gặp Trung Quốc thì cái điều mà Việt Nam nó cứ muốn đi dây bên này bên kia đó thì thật sự mà nói cái điều này đó họ cho rằng là, là không ngon À, đúng là không ngon nếu nếu trong thường bình nhưng mà nếu nó xảy ra cái cuộc chiến mà bắt cắt mà đặc biệt là với trung cạm đó họ đe dọa như vậy thì cái sự mà đi dây như vậy nó không đạt kết quả một là đứng về phía này phía kia thật sự mà nói trung quốc họ cũng không ngu mà mỹ cũng đâu có ngu anh cứ anh đi chỗ này chút rồi anh nói là à, Việt Nam lúc nào cũng có cái sự quan quan hệ đối tác về ngoại giao là quan trọng hết. đối với Trung Quốc cũng quan trọng đối với Mỹ cũng trong trọng nói theo cái kiểu đó đó là những người bình thường nhưng mà Mỹ hay Trung Quốc thì họ cũng biết họ anh này xạo quá <laughs> chỗ nào cũng nó quan trọng hết. đi qua Mỹ thì nó là ban giao ngoại giao giữa Mỹ với Việt Nam là rất là quan trọng không thể tách rời được rồi đi qua Trung Quốc cũng vậy rồi nói với Nga cũng vậy bây giờ thì ông Nguyễn Phú Trọng mời ông Putin qua để mà thăm Việt Nam thăm Hà Nội À, thì quý vị thấy là nhưng mà bây giờ ông ông Putin chắc gì để chưa đi đâu nhưng mà chúng tôi muốn nói lên cái điều này để quý vị thấy là cứ cuộc chiến mà khẩu chiến trong những ngày vừa qua nhưng mà chúng tôi cũng nhắc một chút xíu với quý vị vào tháng tới này tức là tháng tư chúng tôi chưa biết ngày giờ nhưng mà bộ ngoại giao của hoa kỳ tiết lộ đó là tháng tư này có cuộc họp thường đỉnh giữa ba nước đó là nhật bản ông kishida ông marcos và tổng thống joe biden cái cuộc họp này nó cũng quan trọng rất là củng cố lại cái liên minh liên minh Việt Nam à, liên minh uh, Hoa Kỳ Phi Luật Tăng và Nhật Bản để mặt trước cái sự lớn mạnh hay đe dọa ở của Trung Quốc ở biển đông đe dọa biển đông chúng ta chưa nói là giữa Hoa Kỳ uh, Nhật Bản và Nam Hàn cũng có một cái liên minh nữa và chúng ta biết là có một cái liên minh giữa Hoa Kỳ Anh Quốc và uh, ốc đại lại rất là orchid lực lượng tàu ngầm đó và có thể kéo um, tăng tây lan vào nữa đó thưa quý vị bây giờ thì một cái bản tin đây là có thể là có bản tin chót nghe thưa quý vị ông thủ tướng của ba lan là ông donald tusk ông cũng có họ donald giống như donald trump này là mà ông donald tusk thì ông này đó là bây giờ đang là thủ tướng trước đây là ông tổng thư ký của liên đoàn bắc đại tây dương tức là nato đó bây giờ vì ông làm thủ tướng ở châu âu thì ông báo động như thế này ông nói là châu Âu đang ở trong tiền chiến tranh. Tiền chiến tranh tức là sát sửa chiến tranh thôi. Ông nói là phải đối ngạc với vấn đề là nếu mà Nga xâm lăng Ukraine mà họ thành công đó, thì họ không dừng ở đây. Mà Tổng thống Pháp, ông Macron cũng nói như vậy đó. Không dừng ở đây tức là Putin sẽ tiếp tục leo thang cái cuộc chiến này. Và ông báo động là các nước ở Âu Châu cần phải tăng cái ngân sách quốc phòng lên cho trên 2% và phải chuẩn bị à, không cái chuyện mà gọi là nếu mà cái tình an bình đó, nói về quá khứ rồi nó không có bây giờ nữa ổng 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 báo động như vậy nó không có bây giờ nữa và thủ tướng thái lan ngày hôm qua tức là chiều hôm qua ông có cuộc phản vấn với các báo chí âu châu và ông cho rằng âu châu đó phải nâng cái ngân sách quốc phòng để chuẩn bị cho cái kịch bản có thể xảy ra nè à, được nhiều người đặt hỏi đặt lên câu hỏi là liệu chiến tranh có thể xảy ra không ông nói là tôi không muốn nói cho các quý vị sợ hãi chúng tôi không muốn nói cho các vị sợ hãi nhưng chiến tranh đã bắt đầu nha ông mà chúng tôi xin lặp lại cái chiến tranh mà nga xâm lăng ukraine thì bây giờ là có nước ở âu châu họ báo động rồi họ không có uh, là tin tưởng như là từ địa nhị thế chiến rồi tới uh, sau khi chiến tranh làm chấm dứt năm 1991 đó, thì coi như là yên bình rồi bây giờ tới năm 2022 thì nga lại tấn công ukraine vào ngày 24 tháng 2 Mãi tới giờ trên 2 năm rồi. Thì bây giờ cái cuộc tấn công chưa kết thúc ở đây. Mà trong những ngày vừa qua thì quý vị biết là lực lượng hầu gió của người Tariq, Tariq stem là cái lực lượng hầu gió đó, họ đi qua họ tấn công, họ là ISIS. ISIS cực đoan đó. Vậy mà cứ Nga đổ, đổ cho là uh, bên sau cái lực lượng đó, lực lượng lực ISIS đó là có của Ukraine, có của Mỹ và của có nhóm tay của các nước Tây Phương ông putin ông đổ lỗi như vậy để ông quy trách nhiệm đó là sở dĩ mà ông hành quân ông đánh vào ukraine tới ngày nay kinh tế của nga gặp khó khăn hay là về mọi thứ gặp giá đeo thang được kinh tế rồi khó khăn thì ông đổ lỗi do đó là dọn tây phương và ukraine cấu kết với nhà mua đánh nga cho nên ông phải đánh trước đó là cái cách chạy tội của ông putin và cách thứ hai nữa là ông trong cái ngày mà gọi là ngày tám tháng ngày bảy ngày bảy tháng ba thì tình báo của Hoa Kỳ đã, đã thông báo cho Nga biết ấy, là có cái lực lượng ISIS nhưng mà họ không nói rõ chi tiết thôi nhưng mà cuối cùng ấy, là quý vị thấy gì quý vị thấy là ISIS nổ, nổ ra nhưng mà bây giờ toàn là ông Putin và cái cái cabinet, cabinet của ông cái nội các của ông đó, toàn là cứ đổ lỗi cho Ukraine họ lấy cái lý cớ để họ nói họ tuyên truyền ở trong dân chúng của nga là cái lực lượng tình báo của nga không có dở đây là của tây phương chứ không phải là uh, tình báo bây giờ người ta đánh giá là lực tình báo của nga đã được mỹ thông báo mà cũng không ngăn chặn được mà họ vào nga trong cái thủ đô nữa họ đánh bom nga trong thủ đô nó chết tới 145 người rồi à, uh, 143 lên 145 và bị thương tới 182 người nữa đó là một cái cuộc mà gọi là đánh uh, gọi là uh, khủng bố khủng khiếp nhất là thưa quý vị trong vòng hai chục năm uh, trở lại cái vấn đề đó thì ông uh, ông Tết tức là thủ đô thủ tướng của Ba Lan, ông nói là đây là một cái kỷ nguyên mới, nó đã bước qua cái kỷ nguyên an bình rồi, mà cái kỷ nguyên này đã sửa soạn cho chiến tranh và cái kịch bản nó có thể xảy ra ở Âu châu Cho này ông kêu gọi là các nước ở Châu Châu phải nỗ lực hỗ trợ cho uh, Ukraine uh, và ông nói là cái sự mà thay đổi hay không là cái năm tới đây nó sẽ cho cái dấu hiệu để thấy là cái kịch bản mà ông nói chiến tranh nó có thể xảy ra vào năm tới. không biết là ông dựa vào cái yếu tố là cuối năm nay có bầu cử ở mỹ chăng nếu mà ông Trump là ông thắng cử đó, thì chúng ta biết là ông Trump thắng cử thì coi như Ukraine đầu hàng thôi à, ông lây ông nói rồi ông nói là ông lây nó ra bằng là ông sẽ cấp hết viện trợ thôi ông đi theo Putin mà à, bởi vậy ông Ông không cho viện trợ tới giờ phút này, ông Chủ tịch của Quốc hội Hạ Viện là ông Mike Jensen không chịu đưa ra sàn Hạ Viện để biết quyết cái ngân sách 95 tỷ viện trợ cho Ukraine, cho Do Thái. Thì quý vị biết đấy là ông này, ông nghe lời ông Donald Trump, mặc dù ông có hứa hẳn là ông sau cái kỳ nghỉ lễ này ông trở lại thì ông sẽ đưa bởi vì ngày thứ sáu vừa rồi, ngày thứ sáu ngày hôm qua thì ông uh, tổng thống Zelensky của Ukraine có gọi điện thoại nói chuyện với ông Mayzenstein nhưng mà chúng ta không biết nội dung có chuyện gì nhưng mà ông Mayzenstein cũng chưa có hứa hẹn gì thưa quý vị. Nói tóm lại là cái tình hình ở Âu Châu nó rất là gai cắn cái kịch bản mà có thể xảy ra chiến tranh ở Âu Châu. Là, theo lời của ông uh, ông thủ tướng của uh, Ba Lan thì ông tuyên uh, bố đó là đây là tiền chiến tranh rồi thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi trước khi mà khép lại chương trình chúng tôi muốn gửi quý vị uh, cũng thông báo luôn à quý vị coi lại biết rồi. Cái cuộc gây quỹ giữa ba vị tổng thống này cho ông tổng thống Biden á là không những 25 triệu mà lên tới hơn 26 triệu, tức là gần 23 triệu. Và cái số tiền đó nó còn tiếp tục đi gia tăng nữa bởi vì yêu cầu họ gửi vào mà mình không biết. Và sau cái cuộc gây quỹ này ra thì bà Jill Biden có một cuộc gây quỹ với 500 người nữa cũng gây quỹ nhưng mà không biết là có số tiền thu như thế nào chúng ta chưa biết nếu có cái quả gì chúng tôi biết uh, 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 cho quý vị biết thêm à, thì uh, khi nãy chúng tôi có nói cái vụ án mà sẽ xảy ra vào ngày 15 tháng 4 này đó là đây đây là, là cô Stormy đã uh, uh, đây là cô cô này có ăn nằm với ông Donald trump và ông Trump đã đưa tiền ra để bịt miệng 130 trăm ngàn cho ông luật sư mà đi chữa cháy ông Trump đó làm cô hen luật sư Michael cô là cô này là cô cô này thì bây giờ lớn tuổi rồi à, nhưng hậu trước cũng đẹp quá ha à, đó là những cái tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và thưa quý vị đến đây thì giống quý vị cho phép chúng tôi khép lại chương trình chúng tôi kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là bình an và xin kính chào hẹn với quý vị trong chương trình lần tới